cuộc họp của Thường trực Chính phủ vào chiều nay ngày 22 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định từ ngày mai ngày 23 tháng 4, 28 tỉnh, thành thuộc nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ đối với COVID-19 sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội như quy định của chỉ thị số 16, trừ một số huyện của Hà Nội, Hà Giang và Bắc Ninh. Như vậy là cả Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Hà Giang, nơi có nhiều người mắc COVID-19 và mới ghi nhận bệnh nhân số 262 và 268 đều đã được đưa về nhóm tỉnh có nguy cơ, từ nhóm có nguy cơ cao và sẽ không tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16. Hà Nội vẫn ở nhóm có nguy cơ là do mới chỉ qua 7 ngày không ghi nhận thêm người mắc mới COVID-19, trong khi ở đó, đây là nơi có mật độ dân số đông, tập trung nhiều cơ quan và doanh nghiệp, nhiều học sinh, sinh viên và người nước ngoài. Đến ngày 12 tháng 5 tới đây, tất cả các ổ dịch ở Hà Nội mới hết 14 ngày cách ly y tế. Đến ngày 29 tháng 4, người mắc COVID-19 cuối cùng mới hết cách ly 14 ngày sau khi khỏi bệnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị người dân ở 28 tỉnh, thành trong cả nước thực hiện cách ly xã hội từ 23 giờ 59 phút đêm nay, không tổ chức ăn mừng hay tập trung đông người, đua xe. Mọi người dân, nhất là giới trẻ vẫn phải cảnh giác và tiếp tục tích cực phòng chống dịch bệnh. Một lần nữa, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục áp dụng chỉ thị số 16 ở một số khu vực có nguy cơ cao, áp dụng chỉ thị số 15 ở những nơi có nguy cơ. Đặc biệt, một số hoạt động vẫn được yêu cầu cấm hoàn toàn như lễ hội, sự kiện thể thao đông người, hoạt động cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, massage, tiệm trang điểm, tiệm hoa, sở thú, v.v. Với các siêu thị, cửa hàng kinh doanh đông người phải có giãn cách, chưa đồng ý cho nhập cảnh tự do, chưa chấp nhận khách du lịch nước ngoài.